Đây là Jackson Square của New Orleans, nhìn giống như ở Sài Gòn. Đây là cái cemetery rất là lớn. Và đây là French Quarter. Và nhà cửa nó giống như ở người Pháp người ta xây dựng hồi xưa đó. Đường xá cũng chật chội rồi rất là đông đúc. Nhìn giống ở Sài Gòn ha. French Quarter mà treo cờ Mỹ. Đông lắm, không có chỗ đậu xe. Rồi buổi chiều tối là đi chợ, người ta đi shopping rồi không lắm ăn uống, chú cha ơi. Đó. Xếp hàng dài, thiệt là dài. Gặp mùa này Covid mới xong, ai cũng thèm đi chơi hay sao mà đi đông quá chừng. Nhiều lắm, nhiều người đi qua đi lại tấp nập, y như Sài Gòn.